Sáng nay 31 tháng 10, ông Hoàng Xuân Quang, Phó trưởng phòng kỹ thuật công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh, đã cung cấp thông tin về tình hình khắc phục sạt lở trên tuyến đường sắt Bắc Nam, đoạn qua xã Đức Liên, Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là tình huống nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày 30 tháng 10, khi mưa lớn gây ra sạt lở tại cây M354-900 và cây M355-750 trên tuyến đường sắt Bắc Nam, thuộc khu gian Hòa Duyệt, Yên Duệ. Sạt lở đã khiến hàng trăm khối đất và đá trên đường ray dài khoảng 50 mét bị trôi xuống, tạo ra hàm ếch rộng trên tuyến đường sắt. Ngoài ra, một số vị trí khác trên tuyến đường sắt qua xã Đức Liên còn bị cây cối từ trên núi sạt xuống. Do sự cố này, tàu SI1 chở 138 hành khách từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh đã phải dừng chờ ở ga Yên Trung, Đức Thọ, Hà Tĩnh và tàu SI20 cũng đã tạm ngừng hoạt động. Để khắc phục tình hình, khoảng 200 công nhân đã làm việc xuyên đêm từ tối 30 tháng 10 để di chuyển và khắc phục sạt lở. Dù thời tiết mưa lớn, họ đã nỗ lực để di chuyển khối lượng lớn đất đá cần thiết để bù đắp sạt lở. Công việc khắc phục vẫn đang được tiến hành khẩn trương và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối ngày hôm nay. Để đảm bảo việc đi lại của hành khách không bị gián đoạn, ngành đường sắt đã bố trí ô tô để trung chuyển hành khách khi tàu đi qua địa phận Hà Tĩnh.